Đường ống dầu rò rỉ trong vịnh Manila đe dọa ngành đánh bắt cá, tin từ Manila Bay. Một vụ tràn dầu nghiêm trọng tiếp tục lan tràn trong vịnh của Manila ngày hôm nay, đe dọa đời sống của người dân trong các làng gần đó, phụ thuộc nhiều vào thủy sản trong vịnh Manila. Cảnh sát biển Philippines ước tính là khoảng nửa triệu lít dầu diesel đã bị rò rỉ vào vịnh Manila từ một đường ống ngầm bị hỏng kể từ ngày thứ Năm vừa qua. Dầu rò rỉ đã hình thành một mảng lớn trải rộng trên 300 km vuông gần các làng ven biển của tỉnh Cavite. Cục Thủy sản đã áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở gần khu vực bị ô nhiễm do các rủi ro về sức khỏe. Các chuyên gia đã được đưa đến để kiểm tra các sinh vật biển trong các khu vực bị ô nhiễm sau khi có báo cáo là cá chết đã được nhìn thấy dọc theo vịnh. Một số ngư dân không thể đi đánh cá đã kiếm tiền từ dầu diesel bị tràn. Ngư dân Richard Francisco cho biết là họ tát dầu gần bờ biển và bỏ vào trong thùng, nhưng những người khác đang chờ đợi hy vọng dầu sẽ sớm bốc hơi. Ngư dân Rolando Ernesto cho biết là họ không thể ra khơi để đánh bắt cá vì nước bị ô nhiễm. Những người bán cá tại thị trấn ven biển Rosario cũng đang lo lắng về sự ô nhiễm này. Cô Estrelita Villalobos, một người bán cá tại chợ, cô vẫn còn nhiều cá đã không bán được kể từ thứ Sáu vừa qua. Những người đánh bắt cá lo lắng rằng họ sẽ không có người mua vì người dân có thể nghĩ rằng cá sẽ có mùi dầu. Thị trấn Rosaria đã tuyên bố tình trạng thiên tai sau những thiệt hại kinh tế do vụ tràn dầu gây ra. Phát ngôn viên của cảnh sát biển Philippines là Omen Baleo cho biết là họ đang theo dõi mức độ của sự tràn dầu và đã ra lệnh thực hiện các hoạt động dọn dẹp để ngăn chặn dầu lan rộng. Ông Balilo cũng cho biết là một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ đang được tiến hành với các bên liên quan đều tham gia. Petron Corp, công ty dầu chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ này, đã đưa ra một tuyên bố vào ngày thứ Sáu và cho biết là họ đang hợp tác với chính quyền để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Một vụ tràn dầu tương tự cũng đã xảy ra với công ty này vào năm 2010, khi một trong những đường ống ngầm bị đâm lủng bởi cái neo của một xà lan ngay trước khi một cơn bão kéo đến. Cục Thủy sản cho biết là dầu diesel bị rò rỉ sẽ bốc hơi trong vòng từ 8 đến 10 ngày.